Tin từ Sở Y tế Lào Cai, đến sáng nay mùng 10 tháng 10, đã có 50 học sinh, sinh viên trường cao đẳng và trung tâm hướng nghiệp dạy nghề giáo dục thường xuyên Lào Cai phải nhập viện với biểu hiện của rối loạn tiêu hóa. Trước đó, thì các sinh viên này đã ăn tối tại bếp ăn cơ sở 1 của trường cao đẳng Lào Cai. Đến rạng sáng ngày mùng 9 tháng 10, thì xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài. Ngay sau đó đã được nhà trường và gia đình đưa đến bệnh viện. Hiện tình trạng của các bệnh nhân ổn định, chưa có trường hợp diễn biến nặng. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, thực phẩm và mẫu chất thải của các bệnh nhân để làm xét nghiệm, xác định rõ nguyên nhân. Trường cao đẳng Lào Cai đã thông báo tạm dừng hoạt động của bếp ăn cơ sở 1. Chương trình bốc thăm trao bò giống cho 30 huyện Hủa Phăn, Lào và 30 hộ dân huyện Mộc Châu của Sơn La là một trong nhiều chuỗi hoạt động nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi thành quả là những chú bê con đầu tiên đã ra đời. Trong số 60 con bò giống được trao lần này, có 30 con bò được trao cho 30 hộ dân của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và 30 con bò cho 30 hộ dân của huyện Sốp Phâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi nhận bò ít ngày, con bò của hộ gia đình chị Vì Thị Vân ở bản Bó Sập đã đẻ một con bê. Đây là thành quả đầu tiên của chương trình hỗ trợ bò giống cho người dân nghèo vùng biên giới, là niềm vui nối tiếp niềm vui của gia đình chị Vân cũng như các gia đình được nhận nuôi bò trong thời gian không xa. Gia đình tôi rất vui mừng vì được tặng bò giống. Nay bò giống chỉ sau vài ngày, bò đã đẻ con bê, tôi không biết nói gì. Xin cảm ơn Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan đã giúp cho gia đình và các hộ gia đình có được con bò giống để từng bước phát triển kinh tế. Khi người dân nhận được con bò về, thì trách nhiệm của chúng tôi đến gia đình, tuyên truyền cho gia đình về cách chăm sóc, làm chuồng trại ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Đặc biệt là cái công tác chăm sóc khi bò sinh sản. Có thể nói việc trao tặng bò giống là món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần cho người nghèo huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Những con bò giống này sẽ giúp các hộ gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống nơi miền biên ải xa xôi của mỗi nước. Tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh sửa đổi luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản được tổ chức vào sáng nay, các chuyên gia nhà đầu tư kỳ vọng khi ba luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản có hiệu lực sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn và khơi thông thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, bộ ba luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sẽ tạo hành lang pháp lý mới, giải tỏa hầu hết các nút thắt cho thị trường bất động sản. Đặc biệt, việc đẩy nhanh thời hạn có hiệu lực chính thức của ba bộ luật lên 5 tháng so với quy định sẽ góp phần tích cực tới thị trường bất động sản Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đây là một cái thời kỳ mà luật mới được đưa vào thực hiện có hiệu lực, mà luật thì luôn luôn có cái độ trễ, cái thẩm thấu của nó phải có thời gian, thì cho nên là những cái việc giải quyết trực diện vào những cái khó khăn vướng mắc của thể chế, đặc biệt cho phát triển xã hội, thì chúng ta phải đợi thêm thời gian. Chúng tôi hy vọng là giai đoạn cuối năm và sang đầu năm 2025 thì có lẽ nhiều dự án sẽ được giải quyết tháo gỡ tốt hơn và khi đó thì nguồn cung nó sẽ tăng lên. Các chuyên gia khẳng định việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản sẽ hỗ trợ cả quá trình phục hồi của nền kinh tế. Do vậy, các cấp bộ, ban ngành cần tập trung ban hành các thông tư hướng dẫn, chi tiết, cụ thể, dễ thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Luật bảo vệ người dùng, chủ đầu tư yêu cầu chặt chẽ hơn, nhiều quy định pháp lý chặt chẽ hơn, thì tức là chủ đầu tư sẽ phải tốn chi phí hơn để xây dựng cũng như là mua đất. Thì khách quan rằng là chúng ta hãy đánh giá nó cách khách quan dựa trên dữ liệu với cả xu hướng thị trường cung cầu. Dự báo về thị trường bất động sản trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định thị trường sẽ có giai đoạn đảo chiều và sẽ khôi phục mạnh mẽ trong quý 1 và quý 2 năm 2025. Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết xếp hạng chuyển đổi số cho các cơ quan địa phương trên địa bàn năm 2023, trong đó ghi nhận nhiều mô hình, giải pháp chuyển đổi số hiệu quả. Nhiều mô hình chuyển đổi số được đánh giá xếp hạng xuất sắc như dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp đổi giấy phép lái xe, gắn mã QR giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải, hay mô hình quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của quận Thanh Khê. Cái số hóa cái hóa đơn điện tử về cái
thuế đất phi nông nghiệp là người dân là phải hộp nộp hàng năm. Chính lẽ đó thì chính quyền muốn số hóa cái việc này cùng với ngành thuế, cùng với địa phương và tuyên truyền với người dân để đồng hành cái việc này. Và từ năm 21 thì Thanh Khê cũng đã xây dựng cái phần mềm này và triển khai. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, địa phương đang phấn đấu sớm đưa toàn bộ dịch vụ công lên toàn trình. Vừa qua, Đà Nẵng cũng được vinh danh với 2 giải thưởng cho giải pháp hệ thống giám sát điều hành thông minh và nền tảng giám sát hành trình số tại Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Địa phương cũng tiếp tục đứng đầu 3 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh. Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị ban soạn thảo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cơ quan thường trực ban soạn thảo. Các cơ quan liên quan đã tích cực chủ động nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo các văn bản, đồng thời đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chỉ đạo họp các tổ soạn thảo để xây dựng thống nhất và hoàn thiện dự thảo các văn bản, đảm bảo chất lượng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và gửi dự thảo lần 1 để xin ý kiến các cơ quan đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trước ngày 20 tháng 10 năm 2024, gửi ý kiến xin các cơ quan bộ ngành có liên quan và đăng tải hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng dự thảo 2 trước ngày 5 tháng 11 năm 2024, gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo và trình ban hành đúng tiến độ trước ngày 15 tháng 4 năm 2025. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã lấy ý kiến góp ý một số dự án luật liên quan đến thuế. Tại hội nghị, thì vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là việc có nên áp 5% thuế VAT đối với mặt hàng phân bón như dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tại hội nghị thì có đại biểu tán thành việc áp dụng 5% thuế VAT đối với mặt hàng phân bón và cho rằng việc đưa mặt hàng phân bón trở thành đối tượng chịu thuế là hoàn toàn phù hợp, giúp cho doanh nghiệp được khấu trừ đầu vào, tạo sự bình đẳng với phân bón nhập khẩu, qua đó giúp cho doanh nghiệp giảm giá bán cho nông dân, tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước. Còn luồng ý kiến khác thì kiến nghị cần đánh giá kỹ đối với việc chuyển đổi phân bón sang đối tượng chịu thuế suất 5%. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất phân bón mà phải tính vào chi phí sản phẩm, khiến giá thành sản phẩm tăng, lợi nhuận giảm, bất lợi cho việc cạnh tranh với phân bón nhập khẩu. Cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công nhân được mua nhà thuê nhà ở xã hội là kiến nghị của nhiều công nhân trong buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận diễn ra vào sáng nay. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cho biết mặc dù tỉnh Bình Thuận có dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động, nhưng hiện nay người lao động chưa tiếp cận được. Cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho người lao động được thuê, mua nhà ở xã hội với giá ưu đãi. Số lượng lao động của công ty tôi là trên 3.000 lao động, thì với cái số lượng lao động đông và đa số là người lao động là đi bằng xe đưa rước, đa số là người lao động ở xa nên là cái nhu cầu về nhà ở xã hội thì cũng rất là cao. Và khi mà cũng nghe về cái thông tin nhà ở xã hội thì người lao động cũng rất là vui mừng và phấn khởi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có được nhận được cái thiết thực về cái chỗ nhà ở xã hội. Thì công nhân cũng rất là mong muốn là cái nhà ở xã hội cũng như là các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thì người ta quan tâm hơn về cái vấn đề này. Trả lời ý kiến của cử tri, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Việc này được cụ thể hóa vào luật nhà ở, cho phép Tổng Liên đoàn Lao động triển khai các dự án nhà cho thuê cho công nhân. Đây là điều kiện để người lao động trên cả nước được thuê nhà với giá ưu đãi. Riêng đối với là luật nhà ở này cho một cái cơ chế là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ là chủ đầu tư đối với nhà ở công nhân. Đây là một chính sách rất là mới trong cái điều kiện, trong cái là hội nhập kinh tế với thế giới. Đây là một cái việc mà hết sức là tốt để mà dùng cái kinh phí của công đoàn, tài chính công đoàn xây nhà ở cho đối tượng là công nhân. Ngoài vấn đề về nhà ở xã hội, cử tri cũng có nhiều kiến nghị về vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách về việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.